Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chứng kiến chiến đấu trên mặt trận đấu tranh bảo vệ chủ quyền,
lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vinh dự được đảng nhà nước khen thưởng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, nhiều tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thank you.
đất Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục cuộc chiến đấu cách mạng, cùng đất Việt Nam, đã có những cam kết chiến đấu bất tử, lắng nghe những chiến công của mình, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, ông nhân dân nước ta, các quân phẩm chất bộ đội cụ hồ, cùng đất Việt Nam, tiếp tục đem sức lực, trí tuệ, amina sức mạnh, chính quyền, chăm lo gia đình ấm no, hạnh phúc, giúp đỡ đồng bào, đã lên đường chính trị vững chãi của đảng, nhà nước và nhân dân, xin tặng với tám chữ vàng, quốc gia, đoàn kết, thanh niên sung phong, đổi mới. Sao thanh niên sung phong ngày xưa đây? Đây là một cái cụ dài ngày xưa. Nhân dân chưa hùng hồn, thanh niên sung phong, đã kỳ năng vào đại hội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biên giới dân tộc Tây Bắc. Tây Bắc là khu vực trọng lớn có vị trí chiến lược, nơi cư trú của bao nhiêu dân tộc anh em. Từ bao đời nay, nhân dân các dân tộc Tây Bắc luôn nêu cao tinh thần của mình, nguyện học đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong những thế kỷ cũ, Tây Bắc là hậu phương, là đất nước hậu tâm của mình. Chọn em tất cả các bạn.